làm gì? Thấy anh ngó ngó, em cũng ngó ngó, biết làm gì. Mang dép đây. Nhờn mày đây à? Chứ bây giờ không nhờ với anh biết làm cái gì. Gà ra thì vắng tanh, chán. Mày anh ơi, anh có kế sách gì chưa? Anh càng ngày càng giống anh Khải nhá. Chỉ có lắc với hử thôi. Bình thường có anh Khải, Sơn Ca với Vân còn vui. Giờ chả có ai. Này. Ê, cái gì đấy? Mày làm sao đấy? Anh làm gì đấy? Ngồi đây tao bảo. Không, đánh à? Không. Hứa nhá. Hứa. Không đánh nhá. Mày điên à? Ngoài cạnh. Điên này nữa. Tự dưng có người con gái. Con gái à? Rằng thì là mà có như vậy là quan tâm đến việc mình đói bụng. Xong rồi là mua ngô cho mình ăn. Xong rồi đến lúc mình sặc này còn vỗ vào lưng mình. Như thế là như nào nhỉ? Lại quan tâm chứ có gì nữa. Này, con điên nào mua ngô cho anh đấy. Nàng thơ nào đấy? Mày biết. Em biết đó. Ai? Bảng nữa. Thì anh nhìn ra đấy tưởng bà bán nước. Ai? Chim à? Sơn Ca. Chứ còn gì cả. Ôi là trời. Sơn Ca keo kiệt như thế mà mua ngô cho anh. Nhiều lắm mới mua đấy.